Tăng cân cho con luôn là nỗi ám ảnh của mỗi bà mẹ vì tâm lý cho rằng là bé mũm mĩm mới khỏe mạnh và đáng yêu. Nhiều người thậm chí còn lấy cân nặng của bé làm thước đo tài nuôi con của các bà mẹ nữa. Vâng, và để phấn đấu nuôi con giỏi khỏe mạnh thì nhiều người chăm chút thúc ép con ăn để tăng cân nhanh. Đặc biệt là nhiều bà mẹ cũng đang phải chịu rất nhiều sức ép từ phía gia đình, đặc biệt là mẹ chồng khi mà con nhẹ cân. Vâng, và phải chăng là cân nặng của con đang là gánh nặng với các mẹ Việt? Chỉ số cân nặng có phải là thước đo duy nhất của một em bé khỏe mạnh? Chuyện tối nay sẽ giải đáp thắc mắc này của nhiều bậc cha mẹ. Tâm lý chung của rất nhiều bà mẹ Việt là hiện nay là thích trẻ con là phải to béo và mập mạp. Chỉ cần nhìn những cái cháu mà to béo mập mạp thì là sẽ nghĩ là cháu khỏe mạnh, còn những cháu gầy hơn thì sẽ cho là yếu ớt. Vậy thì cái điều này có đúng hay không? Quan điểm mà càng béo càng khỏe thực ra thì nó cũng xa xưa rồi. Bây giờ ví dụ như ông ngoại, ông gọi là tầng lớp tuổi ông bà thì vẫn thích cháu bụ bẫm, nhưng một số bà mẹ cũng ít thôi là thích con bụ bẫm, nhưng nhiều người thì cũng hiểu biết hơn và cũng không phải mong muốn con mình quá to béo. Thế thì cái điều này nếu mà cho rằng béo là khỏe thực ra rất sai lầm. Thường béo thì chúng ta thấy rằng khi các cháu lại cân nặng mà phát triển quá so với tuổi các cháu thì nguy cơ đấy là các cháu bị thừa cân béo phì. Thì chúng ta biết rằng thừa cân béo phì thì nó sẽ liên quan đến các bệnh như là mỡ máu cao, tăng huyết áp, tiểu đường hay một số bệnh ung thư cũng gia tăng ở người thừa cân béo phì. Và trẻ béo phì thì sau này các cháu cũng dễ trở thành người trưởng thành béo phì, và ngay cả trẻ em thì nếu chúng ta không can thiệp sớm thì những cái cháu béo thì 10-15 năm sau các cháu có thể trở thành những cái bệnh nhân đến các bệnh viện để điều trị tim mạch và tiểu đường ạ. Cân nặng thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của trẻ, và nó có phải yếu tố quyết định để chúng ta đánh giá xem là một đứa trẻ là có khỏe mạnh hay không? Thực ra thì cân nặng đối với các cháu khi mà tăng trưởng thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái phát triển cân nặng hàng năm của các cháu. Ví dụ như sau một tuổi thì thường các cháu phải tăng trung bình một năm là 2 đến 2,5 kg là bình thường. Thế khi mà các cháu lại tăng ít cân quá, ví dụ dưới 2 kg một năm, thì điều đấy nó thể hiện là cái chế độ ăn của các cháu chưa đủ chất dinh dưỡng, và các cháu bị bệnh nhiễm khuẩn mà làm cho cái tăng cân không đủ thì các cháu gọi là bị suy dinh dưỡng hay là chậm tăng trưởng, thì cái khả năng miễn dịch của các cháu kém và các cháu lại dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus, điều này cũng không tốt. Nhưng đối với trẻ em thì cái chiều cao chúng ta phải đảm bảo các cháu tăng trưởng chiều cao theo tuổi của các cháu đầy đủ thì sau này các cháu mới khỏe mạnh và lại phòng chống được cái bệnh mãn tính khi trưởng thành. Nhiều bà mẹ thì hiện nay là lấy những cái tiêu chí của WHO trong về cân nặng và chiều cao để so sánh con mình, là nếu con mình ở trong ngưỡng thì sẽ không sao, còn không phải trong ngưỡng thì có thể là lo lắng là cháu bị suy dinh dưỡng. Vậy hiểu như vậy có đúng hay không? Thực ra điều này là đúng, bởi vì ngay cả chúng tôi khi mà làm tư vấn dinh dưỡng hay là đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho cộng đồng thì chúng ta cũng phải dựa theo cái quần thể tăng trưởng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới để ta so sánh. Nếu các cháu dưới 2 độ lệch chuẩn so với quần thể tăng trưởng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là suy dinh dưỡng hoặc là thể cân nhẹ cân hoặc là thể thấp chiều cao, thì cái điều này bà mẹ quan tâm thì rất là quý thôi. Nhưng mà các bà mẹ cũng chú ý, ví dụ con mình chỉ dưới 1 độ lệch chuẩn thì chưa phải là suy dinh dưỡng, gọi là nguy cơ suy dinh dưỡng. Khi nào dưới 2 độ lệch chuẩn thì chúng ta mới gọi là suy dinh dưỡng. Thì các mẹ chú ý khi mà con mình chậm tăng cân, chậm tăng chiều cao thì ta phải chú ý một cái chế độ ăn đầy đủ, đa dạng thực phẩm và phù hợp với nhóm tuổi của các cháu, để các cháu đừng có chậm tăng cân, đừng chậm tăng chiều cao, để các cháu phát triển đầy đủ. Thưa bà, thì hiện nay là rất nhiều cháu thì là ăn rất là nhiều nhưng mà vẫn gầy, có phải như vậy là trẻ đang bị hấp thụ kém hay không? Ra các bà mẹ mình chỗ này mình cũng phải xác định là nhiều bà mẹ thì cứ nghĩ là con ăn nhiều vẫn suy dinh dưỡng, nhưng mình phải xác định là thực tế là con ăn đã đủ hay chưa. Nhiều khi bà mẹ cứ nói là đủ nhưng có khi chỉ có thịt cá thì có thể nhiều, nhưng có khi cơm lại ít quá thì con vẫn suy dinh dưỡng. Thế cũng có những cháu mà cái hệ tiêu hóa các cháu kém thì có khi ăn cũng mình cũng cảm giác tương đối đủ nhưng các cháu cũng vẫn gầy, thì chúng ta phải xem lại. Có thể có những cái cháu mà hay bị rối loạn tiêu hóa kéo dài thì các cháu hấp thu nó kém, cũng ảnh hưởng đến cái tăng trưởng của các cháu. Nhiều bà mẹ khi mà thấy con mình gầy thì lại mua thức ăn bổ dưỡng hoặc là mua thuốc bổ cho trẻ để bổ sung thêm. Vậy làm như vậy thì có phải là cách làm khoa học và đúng hay không? Thực ra thì tôi nghĩ rằng khi bà thấy con gầy thì bà mẹ chú ý đến chế độ ăn, thì tôi nghĩ là chúng ta phải chú ý từ các thực phẩm tự nhiên đầy đủ và đa dạng thực phẩm cho các cháu. Chúng ta cũng không nên mua những cái thực phẩm bổ dưỡng như là đắt tiền quá, thì chúng tôi nghĩ là với bà mẹ Việt Nam mà điều kiện kinh tế cũng còn khiêm tốn thì chúng ta cũng không cần thiết. Nhưng việc bổ sung các cái
gọi là thuốc bổ, hay ở đây chúng ta hiểu là các cái vitamin khoáng chất, thì thực sự là đứng về mặt dinh dưỡng tôi cũng thấy cần thiết, bởi vì nhiều cháu suy dinh dưỡng hay là biếng ăn nó kèm theo thiếu các vi chất dinh dưỡng. Nhưng mà tốt nhất thì các mẹ phải được các bác sĩ, nhất là bác sĩ dinh dưỡng, sẽ khám tư vấn dinh dưỡng để xem con mình thực sự thiếu cái vi chất gì, thì chúng ta bổ sung đúng thì con mới có thể ăn ngon miệng và phát triển tốt ạ. Nhiều bố mẹ hiện nay thì có thể là không muốn gây sức ép cho con và cũng không quá coi trọng cái vấn đề cân nặng của bé. Tuy nhiên thì ông bà hoặc là những cái người xung quanh thì khi mà thấy cháu sút cân hoặc là tăng cân chậm thì lại gây sức ép lên bố mẹ. Vô tình chung thì những bà mẹ thì lại phải thực hiện những cái bước mà cho con ăn. Vậy thì bà có nghĩ như thế nào về việc này? Vâng, tôi nghĩ rằng ông bà cũng nên cần có cái hiểu biết về dinh dưỡng, thế nào là cháu phát triển đầy đủ, để chúng ta thấy rằng đừng có đẩy các cháu là bị thừa cân béo phì quá. Cái điều này chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của các cháu. Và chúng ta cũng phải xem những cái quần thể tăng trưởng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới để xem cháu mình nó đang ở mức nào để chúng ta điều chỉnh. Trong quá trình làm việc thì bà có nhớ cái trường hợp nào cha mẹ vì quá quan trọng cân nặng của con nên đã vô tình gây hại cho sức khỏe của bé và phải đến đây điều trị hay không? Thực ra thì tôi cũng ít ngồi trực tiếp, như các bác sĩ ở đây cũng gặp nhiều là nhiều bà mẹ thì cũng cứ mong muốn thấy con trong khu phố ở đây, con người ta sinh cùng đợt với mình ấy, thì con người ta to, mình cũng cố mà nhồi cho con mình nó to béo thì các cháu nó trở lên thừa cân béo phì mà mẹ lại không biết. Thế khi mà các cháu bé mà bị thừa cân béo phì, chúng ta phải đến gặp các bác sĩ dinh dưỡng để tư vấn điều chỉnh cái chế độ ăn. Thực ra điều trị các cháu thừa cân béo phì còn khó hơn là các cháu suy dinh dưỡng, thì cái điều này nó phải có cái hiểu biết của các bà mẹ. Tôi nghĩ rằng lời khuyên cho các bà mẹ là chúng ta phải có kiến thức về mặt dinh dưỡng. Tại sao người Nhật các cháu nó phát triển tốt? Bởi vì kiến thức dinh dưỡng của các bà mẹ rất là tốt, thì chúng ta biết cách chọn lựa, xây dựng bữa ăn phù hợp với nhóm tuổi của các cháu để các cháu mình đừng thừa cân béo phì. Và chúng ta cũng phải hiểu biết rằng thừa cân béo phì đó là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh khác như về tim mạch, tiểu đường, và chúng ta phấn đấu cho các cháu là tăng cân, tăng chiều cao phù hợp với cái nhóm tuổi của các cháu, chứ chúng ta đừng mong muốn con cháu mình lại thừa cân béo phì. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mỗi đứa trẻ có sự phát triển riêng biệt của mình, không những tùy thuộc vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày mà còn liên quan đến các yếu tố khác như là di truyền, vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe của mẹ trong thai kỳ, khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể trẻ. Do đó, cân nặng chỉ là yếu tố giúp mẹ đánh giá xem liệu trẻ có đang phát triển theo chiều hướng tích cực hay không, chứ không phải là yếu tố đánh giá bệnh lý hoặc là sức khỏe của trẻ. Vâng, sự phát triển về thể chất, trí tuệ và tốc độ tăng cân của bé mới là điều để mẹ quan tâm. Nếu lo lắng thái quá đến cân nặng của con thì chỉ vừa làm tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ.